Nỗi sợ của các bạn là gì? Còn của tôi là đứng trước đám đông. Vì khi đó, sự nhút nhát, thiếu tự tin của tôi được thể hiện rõ nhất. À, đó là trước đây thôi nhé. Còn tôi bây giờ tự tin, năng động và tràn đầy sức sống. Tôi, Phạm Minh Đức, và mọi người còn biết đến tôi với một tên gọi khác, đó là Thiên Nga Đỏ. Khi sinh con ra thì ai cũng mong muốn là sau này con sẽ trở thành một người mà có ích cho xã hội, cũng như là con có những cái tài năng thiên bẩm từ hồi bé. Thế nhưng mà thực tế thì cậu ta lại rất là nhút nhát. Và từ suốt một cái quá trình học mẫu giáo cũng như là từ học từ lớp 1 đến lớp 4 thì cực kỳ là nhát, rất là ít va chạm. Tôi nhớ là ngày đầu tiên Đức đến với câu lạc bộ, đến với lớp học cái vũ thể thao, Đức là một cậu bé rất là nhút nhát. Và cái thời gian đấy thì bạn ngay cả bước ra sàn bạn thì cảm thấy bén lẽn rồi, nên là thật sự cái thời gian đầu là bạn đi tập hầu như là không có tính hiệu quả. Khi mà lần đầu tiên mình gặp Đức thì mình thấy Đức là một cậu bạn rất là rụt rè và nhút nhát, khi muốn tiếp xúc nói chuyện hoặc là tập luyện với Đức thì cũng rất là khó khăn. Minh Đức trước khi bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình, cậu chỉ làm bạn với những bức tranh, nơi cậu có thể thỏa sức thể hiện những ước muốn của bản thân. Đức thần tượng và luôn vẽ về những người nghệ sĩ nổi tiếng, đa năng, thích những bước nhảy phóng khoáng của những nghệ sĩ khi họ đứng trên sân khấu. Điều mà cậu luôn muốn chạm tới, nhưng dường như có một bức tường vô hình mang tên thiếu tự tin cản trở. Nhưng điều may mắn hơn cả là bên cạnh Đức luôn có người thân ủng hộ động viên từng ngày để cậu thử một lần đứng trên đôi chân của mình để thực hiện đam mê trở thành một dancer chuyên nghiệp. Dù những bước đầu hẳn không chỉ riêng Đức mà ai ai cũng sẽ vấp phải nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng nỗ lực thì sẽ luôn có những cánh cửa phía trước mở ra. Sau một khoảng thời gian dài tập cùng Đức thì bây giờ mình thấy Đức là một con người hoàn toàn khác. Âm nhạc đã giúp cho Đức trở thành một con người sôi động hơn, cởi mở hơn. Và khi mà nhảy cùng Đức thì mình cảm nhận được Đức là một người rất biết đưa bạn nhảy tỏa sáng hơn. Và khi đi thi cùng Đức thì mình cảm thấy rất là tự tin. Khi mà tôi bắt đầu là rèn giũa bạn ấy và bắt đầu là định hướng cho bạn tham gia một số bạn giải đấu mang tính cọ sát, thì thật ra tôi rất bất ngờ với thành tích bạn đạt được và cái cách mà bạn thể hiện trên sàn đấu. Từ lúc đó thì tôi nhận định là tự bạn Đức là một bạn có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Khi con lên sân khấu được các thầy cô cùng với các đạo diễn chuyên nghiệp thì lúc đó thì con lột xác hoàn toàn. Và lúc ba mẹ ở phía dưới mà xem con thì không nghĩ là đấy là con mình đang ở trên sân khấu. Thực ra là bạn trở thành một con người hoàn toàn khác. Và khi chạm tay được đến cửa ngõ ước mơ của chính mình thì Đức hiểu, khi sống với đam mê, mọi điều đều có thể là kỳ tích. Đức tìm thấy chính mình trong những điệu nhạc. Cậu dần bước ra khỏi vỏ ốc quen thuộc, bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, vùng vẫy với đam mê, với thanh xuân của chính mình. Hai bé đã rất là bản lĩnh, không hề có một chút suy xuyển nào cả. Hai bạn làm rất là tốt, nhưng mà Minh Thành đặc biệt ấn tượng với chàng trai nhiều hơn. Cho chú chia sẻ thêm tí xíu, tôi thấy được ở bạn Minh Đức cái đam mê, cái nhiệt huyết chạy hết mình. Và chú muốn giúp con nâng cao kỹ thuật hơn, tỏa sáng nhiều hơn và sẽ trở thành kiện tướng Nesport trong tương lai. Tính đến nay, Đức đã tham gia bộ môn Nesport được gần 5 năm
và đã trải qua rất nhiều cuộc thi trong và ngoài nước để thể hiện được niềm đam mê của mình đối với bộ môn khiêu vũ thể thao. Và đối với Đức thì cuộc thi đáng nhớ nhất đó chính là chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí năm 2015, bởi vì ở nơi đó Đức đã được rèn luyện trong một môi trường rất là chuyên nghiệp, được làm quen với rất nhiều bạn mới, và quan trọng hơn cả để đánh dấu một bước ngoặt vô cùng lớn đối với Đức đó chính là vượt qua vỏ ốc của bản thân để thực hiện ước mơ trở thành một kiện tướng despot trong tương lai. Để nói về chuyện thực hiện ước mơ của mình thì người mà Đức muốn cảm ơn nhất đó chính là mẹ, bởi vì không có sự động viên của mẹ, sự động viên của thầy giáo, của bạn bè thì cũng sẽ không có Phạm Minh Đức như ngày hôm nay. Đức hiểu rằng để có thể trở thành một nghệ sĩ thế hệ mới, bên cạnh việc tập luyện chăm chỉ, nâng cao kỹ năng, còn cần phải có kiến thức giỏi. Bởi vậy, Minh Đức luôn chăm chỉ học tập ở trường. Kết quả học tập của Đức luôn đứng ở trong top đầu của lớp, đã khẳng định được sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Nhận lớp thì mình cũng có gặp trao đổi với phụ huynh, thì phụ huynh cũng đã nói là Đức là một học sinh nhút nhát, lúc còn bé Đức rất là nhút nhát, và để cho giúp bạn ấy tự tin hơn thì mẹ bạn ấy sẽ cho bạn đi học nhảy. Nhưng mà nếu như mà để mà nói, để mà nghe một nhận xét về khác về bạn Đức là bạn ấy là một học sinh nhút nhát thì có lẽ là không tin, các bạn trong lớp chắc là cũng không tin, bởi vì bây giờ cái mà bạn thể hiện ra bên ngoài thì hoàn toàn khác. Bây giờ bạn là một cái bạn rất là năng động, nhanh nhẹn và rất có trách nhiệm với lớp. Ngoài cái việc học tập ra thì bạn ấy còn đảm nhiệm cái việc đó là làm bí thư cho lớp. Bạn ấy phụ trách tất cả các hoạt động đoàn và bạn ấy làm việc này với đầy cái tinh thần trách nhiệm và làm và khiến cho cái phong trào đoàn của lớp rất là sôi nổi. Ở trường, Minh Đức luôn là một cậu học sinh gương mẫu. Trên sân khấu thì cậu ấy lại trở thành một vũ công, cháy hết mình. Còn ở nhà, cậu vẫn luôn là người con khiến gia đình tự hào, là người anh mẫu mực đã truyền cảm hứng cho cô em gái bé nhỏ đáng yêu. Đến với bộ môn dance sport được 5 năm, nhưng những thành tích mà Minh Đức đã đạt được quả đáng ngưỡng mộ. Năm 2017, Minh Đức được công nhận là tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh. Với những gì đã thể hiện và bằng đam mê nhiệt huyết của mình, Minh Đức hứa hẹn sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành công nữa cho bộ môn nghệ thuật dance sport của Việt Nam cũng như cho sự nghiệp của bản thân. Minh Đức cũng như tuổi trẻ của Quảng Ninh luôn cố gắng dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, tiên phong xây hoài bão lớn. Đức muốn chia sẻ với các bạn cùng trang lứa là hãy tự tin hơn về bản thân của mình, không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, thì Đức tin chắc rằng mọi ước mơ của chúng ta đều có thể chinh phục được và không có điều gì là khó khăn cả. Tôi, Phạm Minh Đức, và mọi người còn biết đến tôi với một tên gọi khác, đó là Thiên Nga Đỏ.